Tìm 4 nguyên nhân khiến cho bạn học tập hay làm việc kém hiệu quả. Thứ nhất, đó là tư duy nông, chỉ quan tâm đến cái trước mắt, gần bên, ngắn hạn mà thiếu hụt cái nhìn vĩ mô, không có kế hoạch dài hạn, không biết nắm bắt toàn cục. Thứ hai, đó là để những suy nghĩ vẩn vơ ảnh hưởng đến công việc đang làm. Chẳng hạn như đang làm việc thì nghĩ xem trưa nay ăn gì, hoặc là status mình vừa đăng lên đã có ai vào like hay comment hay chưa. Thứ ba, thiếu đi sự tập trung do tiếp nạp thực phẩm GI thấp. Thứ tư, đó là mắc kẹt trong những suy nghĩ tiêu cực, chẳng hạn như chê trách bản thân và những người xung quanh, suy nghĩ quá nhiều về những thất bại có khả năng xảy ra trong tương lai. Mắc kẹt trong những suy nghĩ tiêu cực có thể tạo ra những cảm xúc tiêu cực, kết quả là những gì bạn sợ nhất, ghét nhất càng có khả năng xuất hiện trong tương lai. Nếu bạn muốn tìm ra những phương pháp có thể cải thiện độ tập trung cũng như là tăng hiệu quả học tập làm việc thì hãy thử tìm đọc combo 4 cuốn sách này nhé. Truy cập link YouTube để biết thêm chi tiết những cuốn sách mà mình đã nhắc đến nhé. Cuộc sống bộn bề những lo toan, đâu phải lúc nào con người cũng cảm thấy hạnh phúc và nở nụ cười thật tươi. Đôi lúc bản thân sẽ cảm thấy tâm trạng không tốt, buồn phiền vì công việc, tình yêu hay gia đình. Cuộc đời ngắn lắm, đừng ôm muộn phiền sẽ giúp bạn trong những trường hợp như thế này. Cuốn sách này sẽ thay lời bạn muốn nói và tiếp thêm cho bạn động lực để vượt lên chính mình. Đời ngắn lắm, sống khác đi, bởi vì cuộc sống này chính là dù cho bạn khóc lóc hay đau khổ thì ngày mai mặt trời vẫn sẽ lên cao, nắng vẫn sẽ lung linh như vậy và hoàng hôn vẫn lặn vào lúc chiều tà. Dành tặng bạn cuốn sách này như một lời cổ vũ, mong bạn vượt qua cuộc sống đầy khó khăn. Hy vọng sau khi gấp lại cuốn sách này, bạn có thể dễ dàng đứng dậy khi vấp ngã, dũng cảm gạt đi nước mắt và tìm lại nụ cười. Truy cập link YouTube để xem video review chi tiết những cuốn sách mà bọn mình đã nhắc đến nhé. Cuốn sách vô cùng đáng đọc trên top Tiki, Bạn không thông minh lắm đâu. Bạn không thông minh lắm đâu là cuốn sách bắt nguồn từ blog nổi tiếng You Are Not So Smart. Cuốn sách này sẽ cho bạn thấy rằng những điều trước kia mà bạn cảm thấy bình thường thì thực tế nó lại không bình thường, kèm những minh họa hài hước về những điều mà bạn tưởng là sự thật nhưng lại không phải như vậy. Như là bạn cho rằng bản thân là một cá thể có lý trí, biết suy nghĩ logic và có cái nhìn khách quan, nhưng thực tế bạn chỉ là một kẻ tự lừa dối chính mình như bao nhiêu người khác. Cuốn sách là tổng hợp rất nhiều những câu chuyện mà con người vẫn đang tự lừa dối bản thân hàng ngày với cấu trúc câu bạn vẫn tưởng như sự thật là. Nếu quan tâm đến cuốn sách này thì mời các bạn truy cập link YouTube của bọn mình để xem thêm review chi tiết nhé. Cuộc sống này cho bạn những cú phải nhớ đời, khiến cho bạn mất thăng bằng, muốn buông xuôi tất cả và bỏ rơi bản thân thì hãy nhớ rằng trưởng thành ấy mà, ai cũng giống nhau, ai cũng mang trong mình cảm giác mơ hồ với tương lai hay mang trong mình một nỗi buồn. Trưởng thành là khi nỗi buồn cũng có deadline sẽ tưới mát tâm hồn cô đơn héo mòn của bạn, kéo bạn phần nào thoát khỏi cuộc sống khắc nghiệt để giúp bạn nhận ra phía trước còn rất nhiều điều tốt đẹp, bạn không thể nào từ bỏ mọi thứ dễ dàng như thế. Hy vọng rằng dù ngày nắng hay ngày mưa, dù vui hay buồn, bạn cũng có thể khoác lên mình nụ cười tự nhiên nhất, khoác lên mình dáng vẻ yêu thích và trở thành phiên bản độc nhất. Và hãy ghi nhớ rằng khi chúng ta trưởng thành, đừng quên đặt deadline cho cả nỗi buồn. Truy cập link YouTube để xem review chi tiết những cuốn sách mà bọn mình đã nhắc đến nhé. Những trích dẫn cực hay trong cuốn sách Hãy khiến tương lai biết ơn vì hiện tại bạn đã cố gắng hết mình. Thứ nhất, có người nói cuộc sống phải biết thế nào là đủ nhưng cũng đừng dễ dàng thỏa mãn. Thứ hai, đừng bao giờ để những việc không may ngăn cản bước tiến của bạn. Thứ ba, khi tình yêu rời xa, bạn luôn bận rộn xóa bỏ hình ảnh người đã rời xa khỏi cuộc sống của mình nhưng lại không dám nhìn thẳng vào nguyên nhân thực sự của việc kết thúc mối tình ấy. Là mình sai hay người ấy đã sai, là sai thời điểm hay cách thức chưa đúng. Thứ tư, lấy lòng tất cả mọi người là điều không thể hoặc không cần thiết. Và thứ năm, tình yêu chân chính cần sự tôn trọng lẫn nhau, giúp đỡ nhau trưởng thành trong độc lập và tự do. Để hiểu rõ hơn về cuốn sách này, mời các bạn truy cập vào link YouTube của bọn mình. Hai cuốn sách giúp bạn kiềm chế sự nóng giận và duy trì sự bình tĩnh. Thứ nhất, đó là cuốn Nóng giận là bản năng, tĩnh lặng là bản lĩnh. Sai lầm lớn nhất của chúng ta là đem những tật xấu, những cơn nóng giận trút bỏ lên những người xung quanh mình. Càng là người thân thì chúng ta càng dễ gây nên thương tổn cho họ. Tuy trong cùng tất cả những sự tiêu cực trong con người đều là sự phẫn nộ với bản thân mình. Nếu bạn đúng thì bạn không cần phải nổi giận, nếu bạn sai bạn không có tư cách để nổi giận. Và đó là những điều mà cuốn sách này nhắc đến. Thứ hai, đó là cuốn sách Điềm tĩnh và nóng giận. Dân gian vốn có câu cả giận mất khô, cơn nóng giận có thể hủy hoại sự nghiệp, sức khỏe, tình yêu của chúng ta. Nóng giận chính là trừng phạt bản thân bằng lỗi lầm của người khác, nó đem lại nhiều hậu quả. Bởi thế mỗi chúng ta đều cần phải rèn giũa để bản thân bình tĩnh trước mọi chuyện thế sự cuộc đời. Truy cập link YouTube của bọn mình để xem thêm những review chi tiết về những cuốn sách mà bọn mình đã nhắc đến nhé.